Điều gì sẽ xảy ra với một bộ PC mà full linh kiện của Aorus? Muốn biết á? Thì triển thôi. Ok, bây giờ bọn mình chỉ còn thiếu card nữa thôi là bộ PC này sẽ full linh kiện rồi. Và ngày hôm nay để xứng đôi vừa lứa với nó thì mình có một nhân vật chính. Đó là một sự nâng cấp của RTX 4070 series. Đó chính là RTX 4070 Ti Super phiên bản Gigabyte Gaming OC. Và thật sự là nó được hứa hẹn rất nhiều về hiệu năng của nó. Vậy thì hiệu năng của nó như thế nào? Bọn mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhé. Đầu tiên thì bọn mình sẽ bàn về thiết kế của em card này trước nhá. Nếu mà nhìn tổng quan thì nó sẽ là một cái thiết kế khá là tối giản với hai tông màu đen xám chủ đạo. Khi mà mình cầm trên tay ý, thì mình cảm thấy nó chắc chắn, nó khá là vuông vức và trông cũng sang trọng đấy chứ. Và nếu như mà để so sánh cho các bạn hiểu kỹ nhất ý, thì nó sẽ là một cái thiết kế trung hòa giữa dòng Aorus và dòng Eagle. Ở đây thì mình cũng đang có cái card của Aorus. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy là trông nó, cái card của Aorus nó to hơn của Gigabyte khá là nhiều đúng không? Thì tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như là hiệu năng mà tiếp theo mình sẽ giới thiệu đây thì các bạn sẽ suy nghĩ xem là mình nên chọn dòng card nào nhá. Một điểm đặc biệt đến từ nhà Gigabyte chắc chắn là việc sử dụng hệ thống làm mát Reinforce. Nó có 3 quạt tản nhiệt này, ước chừng đường kính nó sẽ khoảng 9cm. Theo hãng có cung cấp thì RTX 4070 Ti Super, dòng gaming OC này có hệ thống 8 ống đồng, tấm đồng lớn và ống dẫn nhiệt bao phủ toàn bộ GPU và VRAM. Và có một cái điểm mà cá nhân mình khá là thích, đó chính là cái giải đèn LED RGB ở trong ba cái cánh quạt này. Khi hoạt động thì bộ PC của mình trông nó càng rực rỡ hơn ý. Mà nhất là với một người yêu thích sự màu mè như mình thì khi sử dụng lại có thể thay đổi hiệu ứng RGB thông qua phần mềm Gigabyte Control Center của nó nữa thì đúng là đỉnh luôn. Mặt sau của nó thì sẽ được làm bằng kim loại, trông khá là sang trọng đúng không? Tại vì nó làm bằng kim loại mà. Và chúng ta có thể nhìn thấy được các ống đồng này hay là các lá tản nhiệt ở mặt sau của nó nữa. Từ dòng 4070 Ti thì đã chuyển sang cổng cấp nguồn là 12+4 pin rồi. Về cổng kết nối thì mình đang thấy là có 3 DisplayPort này, 1 HDMI, nói chung là cũng đủ dùng. Tổng quan về mặt thiết kế thì mình cũng đang chưa đòi hỏi thêm gì ở một em card rời này cả. À và có thêm một điều nữa, nếu mà các bạn nào mà kiểu hướng nội một chút, thích chơi game theo kiểu yên tĩnh chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang chế độ im lặng ở trong cái dòng Gigabyte Gaming OC này ở cái nút ở đây. Đó. Còn nếu mà bạn nào mà muốn hiệu suất tối đa thì các bạn cứ yên tâm để nguyên cái phần cài đặt của hãng là ok rồi nhá. Và ngoài ra thì em card này còn được chứng nhận Ultra Durable, đảm bảo là cho anh em độ bền này, nhiệt độ thấp khi sử dụng và cả hiệu suất cao nữa. Bọn mình sẽ cùng nhau điểm qua một chút về thông số cơ bản của em card này nhá. Về số nhân CUDA của nó thì sẽ là 8448, bộ nhớ là 16GB GDDR6X 256 bit, còn về core clock thì sẽ là 2655 MHz. Năm ngoái khi mà mẫu RTX 4070 Ti ra mắt thì việc trang bị 12GB GDDR6X đã khiến cho cái tốc độ khung hình của game không được như kỳ vọng, dù là có cái sức mạnh xử lý mạnh mẽ từ hàng nghìn nhân CUDA đi chăng nữa. Và ngay cả khi mà chúng ta bật DLSS và Frame Generation trong những cái trò chơi hỗ trợ thì giới hạn về VRAM vẫn kìm hãm hiệu năng của cả màn hình. Có lẽ chính bởi vì lý do đó mà RTX 4070 Ti Super lần này đã được nâng cấp lên 16GB GDDR6X, tương tự như RTX 4080 và RTX 4080 Super mà giá lại yêu thương rất là nhiều. Nên là ngay từ khi ra mắt thì nhiều người đã kỳ vọng rằng là dung lượng VRAM 16GB ở RTX 4070 Ti Super sẽ giúp cho trải nghiệm chơi game ở độ phân giải 4K trở nên mượt mà hơn, nhất là đa số đối với những trò chơi phổ biến trên PC phát hành trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhìn qua thì chúng ta có thể thấy là CUDA cũng tăng này, hay là một số thông số khác cũng cao hơn so với RTX 4070 Ti hay là RTX 4070 Super đúng không? Nhưng mà cũng phải thú thật với anh em, đó là nếu mà trong quá trình dựng hình ý thì anh em sẽ không thấy nó có quá là nhiều sự khác biệt đâu. Tại vì bình thường thì đa phần anh em sẽ hay để chất lượng video ở chất lượng 4K. Nói chung là việc render các file nhẹ thường ngày ý, thì thật sự chỉ là muỗi đốt inox với RTX 4070 Ti Super phiên bản Gigabyte Gaming OC này thôi. Nhưng mà khi nào mà anh em phải thật sự nạp thật nhiều thông tin vào thì anh em mới thấy là thì ra là 16GB nó quan trọng như thế. Để anh em dễ hình dung thì ngay bây giờ mình sẽ test game trên con card RTX 4070 Ti Super phiên bản Gigabyte Gaming OC đấy nhá. Như
các bạn có thể thấy là sức mạnh của 4070 Ti Super phiên bản Gigabyte Gaming OC là không thể bàn cãi. Với mức FPS trung bình khi mà chơi các tựa game AAA đều rất là ổn định. Cụ thể ở đây thì chúng mình đang test hai game là Cyberpunk và God of War. Với 16GB RAM thì việc chơi game của anh em không thể mượt mà hơn khi mà tình trạng drop FPS gần như là không xuất hiện. Và đó là RTX 4070 Ti Super phiên bản Gigabyte Gaming OC nổi trội hơn về hiệu suất so với các anh chị em cùng dòng trong RTX 4070 series mà giá lại rẻ hơn so với RTX 4080. Và đó chính là lý do mà mình nói rằng đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ đáng đầu tư cho năm 2024.